Chào mừng các bạn đã đến với kênh học tiếng Hà Lan cùng với Kathy. Như các bạn đã biết, trong tiếng Hà Lan chúng ta có hai loại mạo từ: mạo từ không xác định in và mạo từ xác định là the hoặc là it. Sau đây chúng ta sẽ học về cách thức sử dụng các mạo từ này, hoặc là trong trường hợp nào chúng ta sẽ không sử dụng mạo từ. Thứ nhất, nếu danh từ là số ít và đếm được, thì câu đầu tiên danh từ đó là chưa xác định, thì chúng ta sẽ sử dụng mạo từ in. Ich schreibe mit einem Pen, là tôi viết với một cây bút. Thì các bạn thấy chứ, cây bút ở đây nó có mạo từ in, do nó được đề cập đến lần đầu tiên cho nên nó chưa được xác định, thì mình ở đây sẽ sử dụng mạo từ in. Sau đó, từ câu thứ hai trở đi thì nó đã được xác định, chúng ta sẽ sử dụng mạo từ the hoặc it. Thì như các bạn đã biết, pen nó có mạo từ the, cho nên là the pen is for me, cái cây bút này là của tôi. 2. Ich lese ein Buch, tôi đọc một quyển sách. Tương tự như vậy, quyển sách này lần đầu tiên được đề cập ở đây cho nên nó là mạo từ in. Sau đó, từ câu thứ hai trở đi nó đã được xác định rồi, cho nên là het boek is interessant. Do book nó có mạo từ het cho nên nó là het boek. Quyển sách này thì khá là hay, thì thú vị. Còn trong trường hợp nó là số ít và không đếm được, thì câu đầu tiên nó cũng là chưa xác định, mình sẽ không sử dụng mạo từ. Ich trinke Wasser, tôi uống nước. Thì như các bạn đã biết, nước mình không đếm được, cho nên ở đây mình sẽ không có mạo từ. Sau đó nó đã xác định, thì từ câu thứ hai trở đi mình sẽ sử dụng mạo từ the hoặc là it. Water nó có mạo từ it, cho nên ở đây là it water is cold, nước lạnh. Have you pain, bạn bị đau à? Thì pain nó cũng không đếm được, cho nên ở đây nó không có mạo từ. Và từ câu thứ hai trở đi thì mình có was it the pain? Pain nó có mạo từ the, cho nên là ở đây the pain. Bạn bị đau ở đâu? Nếu như trong câu nó là danh từ số nhiều, thì câu đầu tiên nó vẫn là chưa xác định. Khi mình lần đầu tiên đề cập đến nó, mình sẽ không sử dụng mạo từ. Happen như Kinderen, các bạn có con cái không? Con cái lần đầu tiên được đề cập đến ở đây, cho nên mình sẽ đề cập đến chung chung và nó sẽ được không được sử dụng mạo từ. Từ câu thứ hai trở đi thì nó đã xác định. Và các bạn nên nhớ rằng tất cả các danh từ số nhiều đều được sử dụng mạo từ the, cho nên là the Kinderen Centers, bọn trẻ thì ở nhà. Er lopen Hunden op straat, có những chú chó đang đi trên đường. Hunden lần đầu tiên được đề cập đến ở đây và số nhiều cho nên nó không có mạo từ. Nhưng từ câu thứ hai trở đi, the Hunden zijn van onze buren, đó là những con chó của hàng xóm chúng tôi. Ik doe boodschappen, mình đi mua đồ. Thì boodschappen ở đây nó số nhiều và lần đầu tiên được đề cập cho nên nó không có mạo từ. Từ câu thứ hai trở đi thì nó đã được xác định. Ik doe de boodschappen in mijn tas, mình cất những cái đồ mình mua được ở trong cái túi. Trong trường hợp nào thì mình không sử dụng mạo từ? Đó là trong các trường hợp sau. Thứ nhất là khi mình nói về nghề nghiệp. Zij is huisarts, zij cô ấy. Huisarts là bác sĩ gia đình. Thì khi mình nói về nghề nghiệp mình sẽ không sử dụng mạo từ. Mijn man is leraar, chồng của tôi là giáo viên. Hij is piloot, anh ấy là phi công. Hoặc thứ hai, khi nói về việc chơi các loại nhạc cụ, các trò chơi trẻ em hoặc là các môn chơi thể thao thì mình cũng không sử dụng mạo từ. Zij speelt piano, ik speel guitar. Cô ấy chơi piano, còn tôi thì chơi guitar. Thì các bạn thấy hai loại nhạc cụ piano và guitar ở đây nó không có mạo từ đi kèm. Dr. Spelen là trò chơi bác sĩ của bọn con nít nó hay chơi. Thì bạn thấy từ Dr. ở đây nó chỉ được đề cập đến chung chung chứ nó không có mạo từ. Ik doe aan yoga, mình tập yoga.
thì yoga nó là một môn thể thao, một môn luyện tập, cho nên ở đây nó cũng không có mạo từ. Hoặc là thứ ba, khi đề cập đến tên riêng hoặc là quốc tịch của một ai đó, mình cũng không sử dụng mạo từ. Hij is Nederlander. Anh ấy là người Hà Lan. Hoặc là Ik ben Vietnamese. Tôi là người Việt Nam thì chúng ta cũng không sử dụng mạo từ. Hoặc là Ik ben Tim. Thứ tư, đó là các danh từ không đếm được thì mình cũng không sử dụng mạo từ. Er staat koffie op tafel. Như các bạn biết rằng coffee không đếm được thì trong câu khi lần đầu tiên mình đề cập đến nó sẽ không có mạo từ. Will you soak in your coffee? Bạn có muốn bỏ thêm đường vào cà phê của bạn không? Thì soak, đường ở đây nó cũng không đếm được và do nó được đề cập đến lần đầu tiên cho nên nó cũng không có mạo từ. Hoặc là danh từ số nhiều không xác định trong câu. Er lopen mensen op straat. Trên đường thì có những người đang đi, mention ở đây số nhiều và do nó không xác định cho nên ở đây không có mạo từ. Er zijn problemen op mijn werk. Ở chỗ làm của tôi thì có nhiều vấn đề, problemen ở đây nó cũng số nhiều và nó không xác định cho nên nó không được sử dụng mạo từ. Hoặc là các cụm từ nhất định thường đi chung với nhau thì mình cũng không sử dụng mạo từ trước nó. Pen and papier. Bút và giấy. Name and address, tên và địa chỉ. Hoặc là hầu hết các cụm danh từ bắt đầu bằng zonder. Ik ga zonder jas naar buiten. Mình đi ra ngoài không có mặc áo khoác, zonder jas. Thì ở đây jas nó cũng không có mạo từ. Hoặc là các cụm giới từ, sau đó là đến các từ chỉ nơi chốn thì mình cũng không sử dụng mạo từ. Naar huis, aan tafel, hoặc là in bed. Một book ligt in kast. Vậy là sách thì nằm ở trong cái tủ. Mình biết rằng book nó có mạo từ het. Het book ligt in de kast. Và trong trường hợp này cả quyển sách và cả cái tủ đều đã là xác định cho nên là nó có mạo từ het book ligt in de kast. Hai, ik heb hekel aan spinazie. Spinazie là rau mồng tơi, nhiều người gọi là rau mồng tơi Mỹ. Ik heb een hekel aan spinazie. Trước spinazie nó sẽ không có mạo từ bởi vì nó chỉ được đề cập đến chung chung. Een hekel aan. Đó là mình ghét một cái gì đó, mình không thích một cái gì đó. Mình rất là ghét ăn spinazie. Ba, het regent all hele dag. Trời mưa cả ngày. Ở đây mình có the dog, nó có mạo từ the. Het regent all the hele dag. 4. Geef meisje. Maar ijsje. Meisje là cô bé gái. Ijsje là một que kem. Geef het meisje. Maar een ijsje. Hãy đưa cho cô bé đó một que kem đi. Hãy mua cho cô bé một que kem đi. 5. Kat van de buren is weer bij ons binnen geweest. Con mèo của người hàng xóm thì lại vào nhà chúng ta. Is geweest là nó đã vào và nó đã ra rồi. Thì ở đây con mèo của hàng xóm đã xác định rồi và các bạn biết rằng con mèo nó có mạo từ de. The kat van de buren is weer bij ons binnen geweest. 6. Moet je niet eens een keer gaan leren voor toets van morgen? Câu này mang ý nghĩa nhắc nhở là con không phải đi học bài cho bài kiểm tra ngày mai sao? Bài kiểm tra ngày mai nó đã xác định cho nên nó sẽ có mạo từ xác định và các bạn biết toets nó có mạo từ là the toets. 7. In winter draag ik warme kleren. Warme kleren là quần áo ấm. Draag là động từ mặc. In winter. À, vào mùa đông thì mình thường mặc quần áo ấm, như vậy là nó đã xác định. In the winter, draag ik warme kleren. 8. De volle maan verlichtte akker van boer Jaap. The volle maan là trăng tròn, verlichtte là nó chiếu sáng, nó soi sáng. The akker ở đây là cái nông trại, cánh đồng của bác nông dân Jaap.
Như vậy the Acker ở đây, cánh đồng ở đây nó đã xác định rồi, đó là cánh đồng của bác nông dân Giáp, cho nên nó sẽ có mạo từ xác định và nó có mạo từ là the. The Vollmann verlegte the Acker von Burg Giáp. Nếu các bạn cảm thấy video của mình có thể giúp ích cho việc học tiếng Hà Lan của các bạn thì hãy nhớ bấm nút like video nhé. Ngoài ra, các bạn cũng có thể đăng ký kênh YouTube của mình để có thể thường xuyên nhận thêm những video mới. Chúc các bạn thật nhiều thành công trong việc học tiếng Hà Lan. Success!